Rồi. Đây là học chương 5 ha. Phương trình vi phân. Phương trình vi phân cấp 1. Phương trình vi phân ha là phương trình liên hệ giữa biến độc lập hàm số phải tìm ha và các đạo hàm của nó. Tức là biến độc lập ở đây chính là cái biến x của các bạn đó. Nha. Hàm số phải tìm là hàm y. Hàm y mà ta hay viết phương trình y theo x á. Và các đạo hàm của y theo biến x. Nha. Thì một cái phương trình mà bao gồm biến, hàm số phải tìm và đạo hàm đang gọi là phương trình vi phân. Rồi. Cái cấp cao nhất cái cấp cao nhất của đạo hàm ha, có mặt trong phương trình người ta gọi là cấp của phương trình vi phân. Lưu ý nha, cấp cao nhất của đạo hàm. Rồi. Thì cái phương trình vi phân được gọi là phương trình vi phân thường nha. Nếu như hàm cần tìm chỉ phụ thuộc vào một biến, vào một biến duy nhất, tức là hàm y theo biến x và chỉ có một ý nữa thôi. Phương trình vi phân được gọi là phương trình vi phân đạo hàm riêng. Nha, nếu như hàm cần tìm phụ thuộc vào hai hay nhiều biến, tức là hàm dự biến, các bạn học ở bên chương trước. Thì ta định nghĩa ha, thì trong cái phần này thì ta chỉ quan tâm tới phương trình vi phân thường, nha, tức là trong chương trình của ta. Thì phương trình vi phân thường cấp n người ta sẽ viết nó ở dưới dạng là hàm f lớn theo biến x, hàm cần tìm y và các đạo hàm của y cho tới cấp n, các đạo hàm của y cho tới cấp n. Rồi. Ví dụ y phẩy ha cộng 1 chia x bằng 0. Đây là phương trình vi phân cấp 1. Biến x là ha, biến độc lập là biến x, hàm cần tìm là hàm y nha, hàm cần tìm là hàm y. Hoặc là người ta có thể viết dưới dạng vi phân, tức là y chia cho dx bằng 3x cộng 2 nha, đây là dạng vi phân, đây là dạng viết theo đạo hàm ha. Đây là phương trình vi phân cấp 1. Tại vì cái đạo hàm ha, đạo hàm cấp cao nhất trong phương trình của ta là cấp 1. Rồi. Câu B ha, y 2 phẩy bằng 3 x y trừ cho 1 phần x bình phương. Cái đạo hàm ha, cái đạo hàm cao nhất ở trong cái phương trình này tức là đạo hàm cấp 2 ha, y 2 phẩy nè, theo biến x. Đây là phương trình vi phân cấp 2. Hoặc là người ta cho ở dưới dạng vi phân d bình y chia ds bình ha, trừ cho 5 x y, d y chia ds bằng x bình. Nha. Đây là cái đạo hàm cấp 2, đạo hàm cấp 2, đây là đạo hàm cấp 1. Nha. Thì đây là phương trình vi phân cấp 2. Rồi. Delta z ha, trên delta x cộng cho delta z trên delta y ha, tức là đạo hàm của z theo biến x cộng cho đạo hàm của z theo biến y ha, bằng x bình ha, cộng cho 2 y. Thì đây là phương trình ha, vi phân cấp 1 nha, tức là đạo hàm cao nhất của ta ở trong bài là đạo hàm cấp 1 theo hai biến x và y. Thì khi mà các bạn làm vô phương trình vi phân đó, các bạn nhìn vô các bạn đi tìm ha, đi tìm cái đạo hàm cao nhất
Để các bạn xem coi là ta đang đại chương trình ha. Vi phân cấp mấy. Thì ở trong chương trình ta sẽ làm hai cái phương trình là cấp 1 và cấp 2. Tức là đạo hàm cấp 1 là phương trình vi phân cấp 1 và phương trình vi phân cấp 2 thôi. Nghĩa nghiệm của phương trình vi phân. Thì nhắc lại ha. Ví dụ như các bạn đi xét cái phương trình thực nha, phương trình thực x bình đó, trừ 1 bằng 0 nha, phương trình x bình trừ 1 bằng 0 thì ta sẽ có nghiệm hoặc kinh nghiệm của cái phương trình đó chính là x bằng 1 hoặc là trừ 1 nha. Vì khi ta thế 1 vô phương trình x bình trừ 1 thì ta thấy nó bằng 0 nha, tức là cái phương trình đấy khỏe. Thì cái định nghĩa nghiệm của phương trình vi phân cũng tương tự, tức là nghiệm của phương trình vi phân ha trên cái khoảng y con của r thì là hàm y khoảng phương trình là tại mọi điểm x thuộc cho y nha, cái phương trình này nha. Tức là cái hàm y mà khi các bạn thế vô phương trình thì nó dẫn tới việc ha phương trình khoảng, tức là các bạn thế vô các bạn thấy là không bằng không chẳng hạn nha, thì cái y là cái nghiệm y đó nha, cái y đó chính là nghiệm của phương trình. Nghiệm riêng của phương trình vi phân ha là một trong các cái nghiệm của nó. Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân là tập hợp tất cả các nghiệm của nó. Các bạn nhớ hai cái ý này là nghiệm riêng là một trường hợp đặc biệt ha. Còn nghiệm tổng quát là nó mô tả cho tất cả các cái nghiệm. Ví dụ chứng minh hàm số y bằng a nhân cho sin 2x cộng b nhân cho cos 2x, trong đó a b là các số thực cho trước, là nghiệm của cái phương trình vi phân này. Thì trước tiên thì ta sẽ phải đi tìm đạo hàm cấp 1 của hàm y, đi tìm đạo hàm cấp 2 của y, rồi các bạn biết thế vào, các bạn biết thế nó vào cái phương trình này, các bạn kiểm tra xem coi vế trái có bằng vế phải hay không. Nếu như vế trái bằng vế phải thì cái nghiệm y hay cái y này nó chính là nghiệm của cái phương trình. Còn nếu như vế trái không bằng vế phải thì cái y này không là nghiệm của phương trình. Thì cái này các bạn tự làm nha, cái này là bên phần chương đạo hàm á, hình như đã có rồi. Được qua cái phương trình vi phân cấp 1. Phương trình vi phân cấp 1 ha, tức là phương trình có dạng hàm lớn f có các cái biến là x, hàm cần tìm y và đạo hàm cấp 1, tức là đạo hàm cao nhất là tới cấp 1. Rồi, để ý là y phải chính là y chia đều x ha. Thì giải phương trình vi phân á, mục tiêu của giải phương trình vi phân tức là ta sẽ đi tìm y ha, ta sẽ đi tìm cái nghiệm y á ở dưới dạng tổng quát, ta ghi là y bằng f x c nha, hoặc là dưới dạng hàm ẩn phi ha x y bằng c. Y bằng f x c thì nó là dạng hiện á, tức là ví dụ như y bằng x bình cộng cho một chẳng hạn. Còn dạng hàm ẩn tức là các bạn không biết được nha, không biết được y theo x nha, không biết được y theo x hoặc là x theo y. Để phương trình vi phân ha, fxy phải bằng không với cái điều kiện là y x không bằng y không, thì các bạn sẽ đọc cái điều kiện y x không bằng y không, các bạn sẽ đọc và hiểu như thế này ha. Khi x nhận giá trị x không thì y sẽ nhận giá trị là y không, hoặc các bạn thay ha, các bạn thay x bằng x không nha, tức là chỗ nào có x ở trong cái phương trình đó, ở trong cái phương trình này chúng ta sẽ thay bằng x không, chỗ nào có chữ y các bạn sẽ thay bằng y không, lưu ý x không với y không là một số nào đó nha. Nó sẽ là ha, tức là cái bài toán giải phương trình vi phân này với điều kiện này là đi tìm nghiệm riêng ha, đi tìm nghiệm riêng, cái định nghĩa nghiệm riêng ở bên trên đó ở dưới dạng là y bằng fxc0
C0 là một số cụ thể rồi, hoặc V SI bằng C0 nha, nghĩa là bằng C0. Trong đó là C0 được tìm bằng cách thay x bằng x0, y bằng y0. Tức là chỗ nào có x các bạn thay bằng x0 á, chỗ nào có y các bạn thay bằng chữ y0. Ở trong kinh nghiệm của ta. Rồi, thì cái bài toán đó là phương trình vi phân với cái điều kiện đầu này hay người ta gọi là bài toán Cauchy. Nhà bài toán Cauchy. Đây là cái tên gọi đó ha. Thì ở đây ha, ta sẽ đi trình bày một số nha, một số cái phương trình vi phân cấp 1 mà người ta đã chứng minh được rằng khi các bạn làm theo các cái bước này thì các bạn giải được. Lưu ý nha, ở đây ta sẽ học một số phương trình vi phân cấp 1, ví dụ như khoảng 3-4 cái gì đó. Thì khi mà các bạn làm bài, các bạn cứ chuyển các cái phương trình đề bài cho về một trong các cái dạng mà ta đã học để ta làm bài, và đừng tự nghĩ ra thêm cách nào khác nha. Đừng tự nghĩ ra thêm cách nào khác thì nó sẽ dẫn tới sai. Nhắc lại nha, từng dạng phương trình vi phân thì người ta đã chứng minh được rằng các bạn làm như vậy thì các bạn sẽ tìm được cái nghiệm đúng nha. Nên ta đừng có ngồi chế ra bất thêm bất kỳ cách nào khác. Rồi. Thì cái phương trình ha, cái phương trình sau đây thì được gọi là phương trình tắc biến, tức là gy nhân cho dy thì bằng fx nhân cho dx. Cái chữ tắc biến nghĩa là sao ha? Cái tắc biến nghĩa là từ cái phương trình người ta cho, các bạn có thể đẩy được nha, các bạn có thể đẩy được x về một bên nha, đẩy được x về một bên và đẩy được y về một bên theo cái công thức này nha, theo cái công thức này. Tức là tất cả những gì liên quan tới x về một bên, tất cả những gì liên quan tới y về một bên. Đó. Cái phương trình này ha, gdy ha nhân cho f dx, nó còn có thể được viết ha, ở dưới các cái dạng khác, tức là g là dy chia dx bằng fx, g là nhân cho y phải bằng fx, hoặc là gdy cộng f dx bằng không. Thì bốn cái phương trình này ha như nhau, nên đều là dạng tắc biến hết. Các bạn thấy là bên đây là chỉ có x này liên quan đến x này, bên này chỉ liên quan đến y. Lưu ý để y chia đỡ chính là y phải nha, y phải. Đó. Thì các bạn gặp trong một trong bốn cái dạng viết như vậy ha, thì các bạn biết là tắc biến đó. Rồi. Thì để giải phương trình tắc biến ha, lấy tích phân hàng vế theo từng biến tương ứng nha, tức là tích phân gy dy thì sẽ theo biến y, tích phân fx dx thì sẽ theo biến x. Thì các bạn lấy tích phân theo y và tích phân theo x thì các bạn lấy tích phân bình thường, nhà tích phân bình thường, tức là ta phải xem lại cái trường tích phân, các cái quy tắc tích phân. Người ta gọi ha, g lớn ha, g lớn y tức là tích phân của gy dy, và f lớn x là tích phân của f nhỏ dx. Thì lấy tích phân sẽ có một cái hàm số. Thì thường thì các bạn chỉ cần nhớ tới đây là được. Lấy tích phân xong nó ra cái gì ha, cái nó nếu biết đẹp nha, tức là nếu mà ta chuyển về đẹp được thì ta chuyển, không thì để nguyên cũng được. Đối với các cái dạng biến thể á, người ta chuyển về dạng bình thường ha, là gy dy bằng fx dx. Ví dụ dạng thứ nhất là gy nhân cho y phải bằng fx, để các bạn đặt y phải là dy chia dx, dy chia dx, các bạn đá cái dx vào bên kia, nhà bên tay phải á. Đối với dạng f một
nhân cho g hoặc f một x nhân cho g một y dy bằng f 2 x nhân cho g 2 y dy nha. Thì các bạn sẽ đặt điều kiện là f 1 và g 2 khác không, thì các bạn chia hai vế cho f 1 và g 2 là chia hai vế cho f 1 và g 2 thì các bạn sẽ chuyển được về dạng là g 1 y chia g 2 y dy bằng f 2 x chỉ em một s ds. Cẩn thận nha, khi ta chia là luôn luôn đặt điều kiện là chia xong thì nó sẽ đưa về y một bên, s một bên. Để số 3, nếu như các bạn gặp cái phương trình đó mà dy chia ds bằng f ax cộng bi cộng c, tức là hàm một nhất theo a theo x và y đó, thì các bạn sẽ đặt z là ax cộng cho bi cộng c. Và ta đi xem z là hàm số theo biến x. Nhà ta xem z là hàm số theo biến x. Thì khi đó ta sẽ có là dz chia dx á, lấy đạo hàm z theo x. Ax lấy đạo hàm theo x là a. B là hàm số. Y lấy đạo hàm theo x là yx, tức là dy chia dx. C lấy đạo hàm theo x, hàm số bằng 0. Thì ta sẽ có dz là cái âm này. Rồi, dạng thứ tư ha. Nếu như các bạn gặp cái phương trình có dạng dy bằng f của y chia x nha, của cái biến y chia x, tức là ta có y chia x là cái biến nhân cho dx, thì ta biết là ta đang gặp phương trình đẳng cấp. Đang là phương trình đẳng cấp. Đối với nhà cái phương trình đẳng cấp thì rất dễ nhận diện. Nhưng các bạn cứ thấy nguyên bài chỗ nào cũng xuất hiện y chia x, y chia x, y chia x. Rồi, thì ta sẽ đi đặt u là y chia x. Viết lại y sẽ bằng u nhân x. Nha, lấy vi phân. Nha, vi phân của u nhân v là u nhân v thì sẽ bằng u này nhân vi phân của v, vi phân của x là dx. Nha, cộng cho v nè, tức là x này, nhân cho vi phân của u này, tức là x du. Nha, các bạn biết vi phân. Rồi, thì các bạn thấy ngược lại phương trình là dy nè, dy nè, các bạn thay bằng u dx cộng x du. Các bạn thấy vô. Thế vô xong. Chuyển về dạng tất biến. Nha, thế vô xong, chuyển về dạng tất biến. Tức là đưa u về một bên và đưa x về một bên. Nha, thế vô xong, các bạn chuyển về dạng tất biến. Thì ở đây ha, các bạn cũng đi xét trường hợp x khác không và phi u khác u. Các bạn thấy vô thì nó sẽ ra cái dạng là phi u này, trừ u này. Thì các bạn muốn chuyển qua này, chuyển qua bên tay trái là xuống dưới này, thì cái biểu thức này là phi u trừ u khác không, nên chia hai vế cho x và phi u trừ u thì bạn sẽ đưa về được cái dạng tất biến như vậy. Rồi có dạng tất biến rồi thì bạn lấy tích phân hai vế để sẵn. Cái dạng số 5 ha. Nếu như các bạn gặp cái phương trình có dạng là y phẩy, chỗ này là y phẩy vậy đó, bằng f của a1 x cộng b1y cộng c1 chia cho a2 x cộng b2y cộng c2, thì ta sẽ đi xét cái hệ phương trình trong ruột. Hệ phương trình trong ruột tức là a1 x cộng b1y cộng c1 bằng 0, a2 x cộng b2y cộng c2 bằng 0. Tính định thức nha. Đây là cái ký hiệu định thức nha đó. Định thức của a1, b1, a2, b2, tức là các bạn sẽ làm theo cái kiểu như vậy ha. Ký hiệu alpha là ký hiệu alpha. Tức là lấy a1 nhân b2 trừ a2 nhân b1. Cái này các bạn nhớ ghi vô nha. Định thức á, a1 là nhân b2 trừ a2 nhân b1. Các bạn kiểm tra xem nó có khác không hay không. Nếu nó khác đồng thì hệ có nghĩa à, có nghĩa x không y không. Thì khi đó ta sẽ đi đặt u bằng x trừ x không và v bằng y trừ y không. Hoặc là các bạn có thể dùng một cái trò như vậy ha, bấm máy.
nhà bấm máy tính, nhớ ra nghiệm, nhà ra nghiệm x0 thì không. Để vô đây, nhắc lại nha, chỗ này ta có thể làm một cái tròn là bấm máy tính. Đây là hệ phương trình, hai phương trình hai ẩn x y. Rồi, người ta sẽ có để x sẽ bằng để u hoặc vi phần hai vế, x0 là hằng số. Để y sẽ bằng để v hoặc vi phần hai vế, y0 là hằng số. Nha. Và ta sẽ viết v theo u, ta viết v là hàm số theo u. Khi đó các bạn thế vô ha, các bạn thế vô lại với phương trình, thế vô lại cái phương trình là y phẩy, y phẩy chính là để y á, chỉ để x á. Chúng ta sẽ được phương trình đẳng cấp, nha. Ta đưa như vậy, ta sẽ đưa nó về được phương trình đẳng cấp là dv chia du sẽ bằng f của a một u cộng b một v trên a hai u cộng b hai v. Tức là cái phương trình này sẽ được giải thông qua phương trình đẳng cấp. Phương trình đẳng cấp thì lại đặt tiếp và chuyển về phương trình tất biến. Thì cái bước làm bài nó khá là dài. Rồi. Các bạn nhớ ghi thêm vào đây nha, đây là đẳng cấp. Thì các bạn là phải giải theo cái phương pháp của đẳng cấp để đưa về tất biến. Nhà bài này nó có hai bước, hai tầng để giải. Rồi trường hợp thứ hai, nếu như các bạn bấm máy tính á, nha, mà nó ra không nè, chỗ này là a nè, định thức ra không thì hệ sẽ có nghiệm x không y không. Rồi ta đặt hàng z bằng a hai x cộng b hai x. Thì khi đó ta sẽ có a một x cộng b một y sẽ bằng lambda z, trong đó z là một số nào đó r. Và cái phương trình ha, cái phương trình của ta, cái phương trình này là nó sẽ trở thành ha, dz chia đĩa x bằng b hai, b hai ở đây này, nhân cho f của lambda z cộng c một chia cho z cộng c hai tất cả ha, cộng chọn e hai. Thì đây là cái bước này các bạn thấy số rồi thôi ha, cái bước này các bạn thấy số rồi. Các bạn xem lại ha, các bạn xem lại một lượt okay. Cái dạng ở bên trên ha, cái dạng bên trên, dạng tắt biến gốc nè, dạng tắt biến gốc và các cái dạng có thể đưa về được dạng tắt biến gốc nha, tức là năm cái dạng bên dưới. Các bạn xem qua một lần rồi ta sẽ làm cái ví dụ ha. Dạ thầy ơi.
Alo. Alo, bạn nào mới hỏi gì vậy? Dạ thầy ơi, chiếu lại cái slide trang số 10 giúp em với thầy. Ủa cái này là hình như mình có slide mà đúng không đó? Trang số 10. Rồi, sao em? Dạ xong rồi thầy ơi. Ủa cái này các bạn có slide không? Dạ không ạ. Quá. Ủa không có slide gì hợp lý nào? Dạ thường thường là kiểu tới đâu là thầy sẽ cho viết tới đấy. Này căng ra đây. Rồi. Rồi các bạn xem cái ví dụ đi ha. Tôi sẽ ghi một cái sơ đồ nha, ghi một cái sơ đồ để các bạn biết, các bạn giải nha. Thì thông thường mà đi thi người ta lại không cho tới mức khó như là cái dạng số 5 đâu nha. Dạng số 5 là có hai bước rồi, thường người ta sẽ không cho cái dạng đó. Và bốn cái dạng các bạn đang thấy ở trên là người ta hay cho nha, hoặc là quá lắm là nó cho các bạn tới dạng đẳng cấp nha. Đây là dạng 1 là thường ra nè, dạng 2 thường ra nè, dạng 3 nè, trung bình nha, dạng 4 cũng là trung bình nhưng mà dạng 5 thì ít ra. Các bạn nhớ cái mức độ đấy để ôn cho nó chắc nha. Trước tiên các bạn ghi lại ha, các bạn ghi lại một loạt đi hai cái ví dụ này nha, rồi tôi trình bày tiếp. Brin nó lại. Nhớ nha, dạng tắc biến nè, lưu ý các bạn nhớ mấy cái tên gọi của nó có mấy dạng thôi.
dạng tất biến, nó sẽ có dạng là gi di ha, fx ds nha. Thì cách giải ha, cách giải thì các bạn chỉ nhớ là lấy tích phân hai vế ha, tích phân gi di ha, bên này lấy tích phân fx ds, lưu ý đưa về đúng ha, đúng dạng thì mới giải. Các cái dạng phụ ha, các cái dạng phụ này. Cái nhóm dạng phụ gi di ha, chia ds bằng fx gi ha, nhân cho y phẩy bằng fx gi ha, di cộng fx ha, ds bằng không. Thì các bạn chuyển về dạng bên trên ha, chuyển về dạng bên trên, hoặc là các bạn làm luôn cũng được ha. Thường thì hai cái này người ta sẽ làm luôn nha. Ta tích phân hai vế theo biến x, ta tích phân hai vế theo biến x và đi chú ý di chia ds chính là y phẩy, ta tích phân hai vế theo biến x gi còn cái dạng này thì các bạn chuyển về là gi di trừ fx ds và lấy tích phân hai vế là xong. Rồi thì các bạn nhớ mấy hàng này thôi. Ví dụ lưu ý là ở đây tôi chỉ ghi cho tới cái tích phân nha, ghi cho tới cái điểm tích phân 4.1 câu e, tức là y bình phương di thì bằng mũ x trừ cho ba ds. Thì ta nhìn vào bài ta thấy là y bình di bên này chỉ có y nha, chỉ liên quan tới y thôi, x trừ 3 nữa bên này chỉ liên quan tới x, ta đã nằm ở dạng gốc rồi nha, ta lấy tích phân hai vế là được, lấy tích phân hai vế ta có tích phân của y bình di tích phân của ở mũ x trừ 3 ds. Lưu ý cái phần để các bạn giải được phương trình vi phân nha, để giải phương trình vi phân thì chắc chắn nó phải thông qua tích phân, nên về nhà nha, về nhà các bạn cố gắng ôn cái phần tích phân cho kỹ nha. Rồi y bình nè, nguyên hàm của y bình y mũ 3 chia 3, nguyên hàm của ơ mũ x là ơ mũ x, nguyên hàm của 3 nè, 3x cộng cho hàng số c nè. Thì ở đây á, ở đây trong cái ký hiệu trong đề cương của ta á, đây chính là g bự nên g phải y á, trong cái đề cương của ta ha, đây chính là ta ký hiệu lại x bự á, x bự x á, cộng c nào. Ví dụ thứ hai câu b, y phẩy x trừ cho 2 x mũ 3 nha,
thì các bạn thấy nó đang ở cái dạng ha, các bạn thấy nó ở cái dạng đây, dạng số 3 này này, nhà trong đó y vậy là g của ta là 1, nhà g của ta là bằng 1, còn f x là x trừ cho 2 x mũ 3. Thì các bạn lấy hai vế ha, lấy tích phân hai vế theo biến x, nhà tích phân hai vế theo biến x. Đọc tích phân hai vế theo biến x, nhắc lại ha, chỗ này là để x bằng tích phân của x trừ cho 2x mũ 3, các bạn nhớ để trong ngoặc nha, để x. Và các bạn lưu ý là y phẩy nha, lưu ý là y phẩy, nó chính là dy trên dx, tức là y phẩy mà nhân cho dx, nó chính là dy, y phẩy nhân cho dx này, nó chính là dy. Hay ds nha, thay vì là dy, tức là tích phân của dy sẽ bằng tích phân của x trừ 2x mũ 3 ha, ds. Tích phân này thì dễ rồi ha, nguyên hàm của dy là y nha. Chỗ này là x bình chia 2, x 3 là lên x 4, x 4 là 2 phần 4 cộng cho c nha. Nếu các bạn tự tính được nha, rồi ghi bài lẹ hay ghi bài lẹ.
Còn các bạn ghi xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Ngán 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 ngán. Rồi, ví dụ tiếp theo. Xe hay cột xe? 1 cộng cho x nhân cho y. 1 trừ cho y nhân cho x nhân cho y phải bằng 0. Điều kiện ha, tiền của ta là miền x lớn hơn 0. Rồi. Người ta ráng ha, ta ráng đưa ha, x về một bên và y về một bên. Rồi. Ở đây là 1 trừ cho y nhân cho x nhân cho y phải ha, sẽ đẩy thành trừ ha, 1 cộng x nhân cho y. Nha. Vậy thì để đẩy x y về một bên, để đẩy x y về một bên. Chia x. Thì trả lời là do là người ta đang cho ta là x lớn hơn 0 rồi. Chia được, thoải mái. Chuyển y ha, chuyển y từ bên phải bên tay trái, người ta phải chia y. Này, chia hai mấy chỗ y thì chia y được không? Không có thông tin gì hết. Nha, mà không có thông tin gì hết thì khi chia các bạn chia trường hợp. Này, tức là khi làm bài các bạn cũng không cần. Nên ta đang giải để tìm y. Nên khi các bạn làm bài là các bạn tuyệt đối không được bỏ nha, là phải giải tất cả các trường hợp cho y bằng 0. Nhà y bằng 0 thì các bạn sẽ được y phẩy của ta cũng bằng 0. Ta thế y và y phẩy vô cái phương trình sao. Nhà thế vô phương trình sao ta kiểm tra thì ta thấy thế y nè, y phải vào phương trình sao. Thế y phải vô đây nè, các bạn thấy bên trái là bằng 0. Thế y vô đây nè, các bạn thấy bên phải là bằng 0. Không bằng 0. Nha. Vậy thì ta có y bằng 0 nha, cũng là nghiệm. Nha, cũng là nghiệm của cái phương trình sao của ta nha. Còn các bạn không làm cái trò này thì các bạn sẽ mất đi một nghiệm. Nha, mất đi một nghiệm. Rồi. Nghiệm này người ta gọi là nghiệm đặc biệt nha, đặc biệt của phương trình. Tức là một mình nó có cái công thức khác. Trường hợp số 2. Trừ y chia y. Y phải trừ ha. 1 cộng x chia x. Nha, 1 cộng x chia x. Rồi, người ta đưa về được dạng tách biến ha, tập về một bên, y về một bên. Rồi, lấy tích phân ha, lấy tích phân hai vế. Ở đây là cái dạng thứ hai của các bạn hồi nãy á, tích phân hai vế thì ta phải ghi là lấy hai vế theo biến x nha. Lấy tích phân hai vế theo x. Rồi, thì ở đây tôi ăn đem một bước ha, ăn đem một bước tức là vừa lấy tích phân vừa chia ra thức tích phân. Lưu ý là nhớ để trong ngoặc nha. 1 phần y trừ 1 y phải dx. Trừ 1 phần x trừ 1 dx. Thì bên này của ta là ổn nha. Bên này của ta các bạn viết lại tích phân 1 phần y trừ 1 ha. Y phải dx. Nhà y phải dx thì ta thay bằng dy. Bên này vẫn là tích phân của trừ 1 phần x trừ 1 dx. Rồi, nguyên hàm của 1 phần y lớp y. Nguyên hàm của 1 nha, tích phân theo biến y nha nó. Trừ y sẽ bằng nguyên hàm của 1 phần x trừ lớp x.
đây nè, là cái dạng hàm ẩn đó. Rồi. Các bạn giải xong tới đây không? Kệ nó nha, giải xong tới đây kệ nó, đừng làm gì hết, để nguyên như vậy có điểm rồi. Nha, để nguyên như vậy là đủ có điểm rồi. Rồi, ghi bài vô lẹ. Rồi, xong chưa lớp? Dạ xong rồi ạ. Dạ rồi. Rồi tiếp. Xong nhớ bán nha. Rồi, công đề. Y phải màn x nhân cho y bình phương cộng 1 ha. Màn này thì dễ không? Ta muốn tách biến, để mình tách biến thì ta đẩy y bình cộng 1 qua bên đây. Ta sẽ chia hai vé cho y bình cộng 1. Mà y bình cộng 1 luôn lớn hơn hoặc bằng 1, tức là lớn hẳn hơn 0. Chia thoải mái. Nên chia thoải mái. Ta sẽ được là y phải chia cho y bình cộng 1 bằng x, rồi lấy tích phân hai vế ha, tích phân hai vế theo x, lưu ý nhà theo x, nên sẽ được là tích phân y phải y bình cộng 1 ha, dx thì bằng tích phân của x dx. Nhập, ta lại sửa lại ha, 1 phần y bình cộng 1 y phải dx chính là dy.
cái phần của us đây us, rồi cái phần này tính như thế nào đó, cái phần này thì là us bình chia hai c, cái phần này tính như thế nào? Hello, cái phần này tính như nào? Lập lại bài ở bên trường lý thuyết phân hay hello. Hello, hello. Ta đặt y bằng tên t hết thầy. Bằng ạc tan y phong thầy.
Rồi, tiếp nha. X trừ y ha trừ một, x trừ y ha trừ hai. Rồi thì các bạn để ý đây là cái gen ha. Dạng số ba ha, dạng số ba. Đây là cái dạng số 3 của ta nè. Theo như cái đánh số của ta nè, trong đề cương. Dạng số 3. Đây tôi ghi lại cái dạng số 3 đây luôn ha. Y phẩy F A X cộng B Y ha. Cộng cho một C nào đó. Nên cộng một C đó. Ta để dưới dạng này thì ta sẽ làm bài dễ hơn. Thì trong trường hợp này của ta, A nó chính là 1, B là bằng trừ 1, C thì các bạn chọn là trừ 2, C chọn là trừ 2 đi cho nó nhẹ, chọn là trừ 2 ta sẽ đoán được cái mẫu. Rồi, tự làm. Rồi thì theo đề bài, theo cái phương pháp giải, ta sẽ đi đặt Z. X, trừ Y, trừ 2. Mấy đạo hàm ha, ta sẽ được là dz chia dx sẽ bằng ha. Đạo hàm của z theo biến x, đạo hàm của x theo biến x thì là 1. Đạo hàm của y theo x, y là hàm số theo biến x nha, thì đạo hàm nó sẽ là dy chia dx trừ 2 mà lấy đạo hàm thì bằng 0. Thế vô y phải ha, mình ghi lại như vậy cho nó dễ ha. Y phải thì y phải của ta nó sẽ bằng 1 trừ cho dz chia dx ha, từ phương trình sao y phải là 1 trừ cho dz chia dx sẽ bằng 1 trừ y ha, x trừ y trừ 1, x trừ y trừ 2 thì bằng z. Vậy thì trên tử nó sẽ là z cộng 1, dưới mẫu là z. Hồi đấy tôi để c là trừ 2 để làm cái công việc này cho nó dễ nè. Các bạn chia ra thức nó sẽ dễ hơn là để là z chia cho z trừ 1 ha. Rồi. Chuyển qua ha, chuyển qua thì ta sẽ được dz chia cho dx nè, sẽ bằng 1 trừ cho z cộng 1 chia z bằng quy đồng lên đưa vô nha, quy đồng lên. Các bạn sẽ được z trừ 1, z trừ z trừ 1 thì còn lại là trừ, còn ghi là z trừ 1 chia cho z thì ta sẽ còn lại là trừ 1. Phần z nha, dz trên dx trừ 1 phần z. Rồi chuyển qua ha, chuyển qua
ta sẽ được là z nhân cho dz bằng trừ 1 nhân cho dx. Đây là dạng tất biến nha, đây là dạng tất biến rồi. Vậy thì ta lấy tích phân hai vế z dz, tích phân của trừ 1 dx z bình chia 2 trừ x cộng c. Nha, xong bài. Thì từ cái dạng số 3 này thì các bạn phải học dạng nha, học thuộc cái dạng. Còn mấy cái hàng bên trên nãy giờ trình bày á, thì các bạn không cần phải học nha. Từ cái dạng số 3 học dạng được rồi. Mấy cái bên trên thì ai rảnh thì học, còn tôi thì tôi không có thích học. Mấy cái dạng đấy tự suy luận được nha, từ đây. Không chưa ha, tôi làm tiếp. Các bạn vô cái link ấy, bấm vô thử xem có tặng được tài liệu không, mà tôi mới tạo cái link. Ví dụ 4.2. Ở một x dx trừ cho y dy bằng 0, trong đó y 0 bằng 1 nha, trong đó y 0 bằng 1. Được. Thì ở đây ha, lưu ý khi giải bài mà có, đây là bài toán Cauchy nha, bài toán điều kiện đầu á, thì khi giải bài các bạn có điều kiện đầu thì các bạn cứ kệ nó, che nó đi nha, giải cái phần còn lại thôi để sang tính tiếp. Rồi thầy lại chuyển về dạng tất biến ha. Ờ x dx bằng y dy, thằng này tất biến sẵn rồi nha, tất một bên yếu bên rồi, lấy tích phân lên nha, tích phân tay trái theo bên x nó có chữ là nằm ở đây rồi, tích phân tay phải theo bên y. Rồi tích phân xong ta sẽ được là ơ mốt cộng c, bên này là y bình chia 2. Được chưa? Sau khi làm xong cái ý này ta mới giải quyết tới cái điều kiện nha. Ta có y 0 bằng 1 nha. Thì các bạn nhớ để ý ha, chỗ nào có x ha, chỗ nào có x thì ta thay bằng 0, chỗ nào có y ha thì ta thay bằng 1. Tức là các bạn nhìn một cái biểu thức này nè, chỗ nào có chữ x các bạn thay bằng số 0 hết, chỗ nào có chữ y các bạn thay bằng số 1 hết, thì ta sẽ tìm được chữ c nha. Thì cái phương trình này nè, cái biểu thức này chính là cái dạng tổng quát nha. Rồi ơ mũ 0
cộng C bằng 1 bình phương chia 2. Thì các bạn sẽ tìm được C ở mũ 0. Ở mũ 0 thì là 1. Vậy thì C sẽ bằng trừ 1 phần 2. Rồi các bạn thế ngược vô phương trình này. Ta sẽ được là ơ mũ x trừ cho 1 phần 2 y bình phương chia 2 nha. Thì sau khi làm xong cái này thì ta sẽ có cái đây nè, chính là nghiệm riêng đó. Dạng nghiệm riêng. Còn cái hàng này nè là nghiệm tổng quát đó nha, dạng nghiệm tổng quát. Rồi tiếp nha lớp. Câu B. Y phẩy bằng y bình nhân cho ơ mũ x thoảng y không ha bằng một. Rồi chúng ta cũng làm tương tự nha. Muốn để hành dạng tất biến thì ta phải chia y bình, được chưa? Muốn chia y bình thì ta có nè trường hợp một. Các bạn làm bài cứ chắc kèo như vậy mà làm ha. Y bằng không, y bằng không thì y phải bằng không, y phải bằng không thế vô thì ta có y không nè bằng nè không bình nè ở x tức là không bằng không, y bằng không là một nghiệm nè. Nhưng xét cái điều kiện nè, xét cái điều kiện nè, ta phải có là y nè, y không nè phải bằng một, thì y của ta nè, đây là y x luôn luôn bằng không với mọi x nha, luôn luôn bằng không với x thì không thể nào mà nó bằng một được nha. Xét cái điều kiện thì ta sẽ đi loại ha, y x bằng không. Đây không phải là nghiệm của cái hệ phương, của cái phương trình bi phân ha, bài toán đầu của mình nha. Loại cái điều kiện này. Rồi trường hợp số 2, y khác không. Để ý nha, y đây là hàm số theo biến x á. Cái không thì chia bình thường ha, một phần y bình phương y phẩy ha ở mũ x tích phân hai vế một phần y bình phương y phẩy dx tích phân của ở mũ x dx. Lưu ý nha, ở đây là y phẩy hoặc là dy chia dx thì các bạn phải lấy tích phân theo biến x nha. Cái thứ hồi nãy mà tôi ghi á, rồi ghi lại một phần y bình phương ha, y phẩy dx chính là dy, nó sẽ bằng tích phân của ơ mũ x ds. Rồi lấy nguyên hàm, nhân nguyên hàm lên nên được trừ một phần y ở mũ x cộng c nha. Rồi các bạn đi thế vô ha, y không bằng một nha, y không bằng một.
nghĩa là ha, chỗ nào có y thay bằng số 1, chỗ nào có x thay bằng số 0, trừ 1 phần 1 mũ 0 cộng c, ta sẽ được c bằng trừ 1 trừ thêm 1 trừ 2 nha. Rồi các bạn chỉ cần ghi lại cái phương trình ha, trừ 1 phần y bằng mũ x trừ 2 ha, hết bài. Rồi, sẽ có vô lên. Rồi tiếp nha. Phương chấm 3. Câu A. Y phải bằng y chia x bình phương y chia x cộng 4, trong đó y 1 bằng 2. Đã thấy là cái dạng này là cái dạng mà y phẩy bằng f của y chia x nha. Các bạn cứ thấy cái kiểu mà y chia x đẳng cấp nha, đẳng cấp thì ta lại nhìn lại cái cách giải phương trình đẳng cấp nha, nhìn lại cách giải phương trình đẳng cấp, cái khúc đầu là giống y chang nhau nha, giống y chang nhau, các bạn có thể học thuộc lòng hoặc là chỉ cần nhớ là u là y chia x, đạo hàm đi, làm bài tiếp. Nhớ nha. Lưu ý nha, đẳng cấp thì các bạn chỉ cần nhớ đặt u là y chia x, đạo hàm đi, làm bài tiếp. Tức là đạo hàm sang thế của phương trình này. Nhớ đặt u bằng y chia x. Y sẽ bằng u x. Đạo hàm đi nha, dy sẽ bằng u dx cộng x du. Thế vô nha, thế vô đây y phẩy, vậy thì y phẩy ha, y phẩy người ta không để như vậy để cho dễ ha, y phẩy u phẩy nha, u cộng cho x u phẩy để như vậy dễ làm bài hơn ha. Rồi, này ta không cần cái bên trên nha. Thế vô là y phẩy. Thế vô phương trình ha. Y phẩy thì ta sẽ có là u cộng x nhân cho u phẩy. Bên này nó sẽ thành u bình. U 4. Rồi, giữ x u phẩy lại. Rút gọn nó sẽ được là u bình cộng 4. Rồi, đẩy qua
lưu ý người ta cho các bạn là y chữ x thì chắc chắn nó đã có cái điều kiện là x khác không, tức là ta giải phương trình trên miền x khác không rồi nha, nên chỗ này ta chia thoải mái. Còn bên này là u bình cộng 4 chắc chắn lớn hơn không rồi nha, chia thoải mái ta sẽ được 1 chia cho u bình ha cộng 4 nhân cho u phẩy bằng 1 chia cho x tích phần hàng về theo biến x nha, tại vì ở đây ta đang ghi theo cái dạng là u phẩy, ta tích phần hàng về theo biến x u bình cộng 4 nhân u phẩy nhân dx, bên này là 1 phần x nhân dx, viết lại cho đẹp u bình cộng 4 nhân cho ha, u phẩy dx là du 1 phần x dx nha, tới đây tích phần các bạn lấy được nha, ghép cái công thức hồi nãy, ghép công thức hồi nãy 1 phần 2 đạt tan u chia 2 log x cộng c. Rồi, sau khi làm xong trẻ lại nha, trẻ lại nha, trẻ lại tức là sao, u của các bạn là y chữ x thì các bạn trẻ lại cho người ta 1 phần 2 đạt tan u chia 2 y chia 2x bằng log x cộng c. Rồi thì ta lại có y1 bằng 2, tức là chỗ nào có x thay bằng số 1, có y thay bằng số 2. Các bạn thay nó vô. 1 phần 2 hạt tan y thay bằng số 2, x thay bằng số 1 thì bằng log 1 cộng c. Các bạn tìm được c. Có c rồi thì các bạn thế vô ha, thế vô. Là ra bài, thế vô đây. Hạt tan 1 là mấy ha? Hạt tan của 1 hạt tan là pi chia 4, pi chia 4, pi chia 2 là pi chia 8. C của bạn là bị chia tán. Rồi, xong chưa đó?
Dạ xong rồi thầy ơi. Rồi. Tiếp. Câu B nè. Câu B thì nó cũng là cái dạng đó ha. Y phẩy bằng x y nè trừ y bình chia cho x bình trừ 2 x y bởi x lớn hơn 0 à, x lớn hơn 0 thì các bạn có thể chơi cái trò là chia cả tử và mẫu cho x bình phương nha. Chia cả tử và mẫu cho x bình phương nè, nó sẽ được là y phần x trừ y bình phần x bình, x bình chia x bình là 1 nè, trừ 2 nè, y phần x. Và là cái này là dạng đẳng cấp nha. Y chia x nè, y chia x bình nè, y chia x nè. Và ta làm y chang như hồi nãy ha, y chang như hồi nãy. Ta cũng làm u bằng y chia x. Nó, ta có thể ăn gen nha, ta ăn gen, ta lấy cái kết quả hồi nãy ta ghi vô. Kết quả hồi nãy là ta được cái gì ha? Y phẩy bằng u cộng x u phẩy. Nha, anh đang ghi lại thế vô làm bài rồi thế vô thì ta sẽ được là u cộng cho x u phải bằng u trừ u bình chia cho 1 trừ 2 u, vậy thì x u phải ha sẽ bằng trừ đi anh này u trừ cho u bình chia cho 1 trừ 2 u trừ cho ha u 1 trừ 2 u 1 trừ 2 u anh gen luôn nha, anh gen đó là làm tắt xem bài rồi đây là u nè trừ cho u nè đi mất trừ u bình nè cộng cho 2 u bình thì còn lại u bình lấy mẫu là 1 trừ 2 u s u phải rồi thì mục tiêu của ta ha ta sẽ đẩy x về phía bên tay này tức là chia 2 đứa cho x và đẩy u bình chia 1 trừ 2 u về phía bên tay trái nha, tức là nhân ngược lại nhân nghịch đảo lại nha. Thì nó xảy ra trường hợp là u bằng 0 thì các bạn cũng phải xét hai trường hợp, hai trường hợp u bằng 0 và u khác 0 rồi, làm trường hợp u khác 0 trước đi ha, u khác 0 người ta sẽ có là 1 trừ 2 u chia cho u bình phương nhân cho u phẩy sẽ bằng 1 phần x chia 2 vế nha, chia 2 vế cho x và chia 2 vế cho u bình 1 trừ 2 u là nhân nghịch đảo á. Đưa về đây là ta đưa về được dạng tắc biến rồi nha, với tích phân là được. Thì cái tích phân này là tích phân của hàm đa thức, tích phân của hàm đa thức, các bạn xem tích phân của hàm đa thức để làm bài này nha, hoặc là các bạn phải ăn gen tắt ra luôn nha. Đây tôi tắt ra luôn. 1 nè phần u bình nè, trừ cho 2 phần u nè, là các bạn có sẵn cái công thức rồi, sẵn cái công thức lấy nguyên hàm gắn cái dấu tích phân vô theo biến x, gắn dấu tích phân vô theo biến x mà ta làm tương tự như vậy. Ở trường hợp u bằng 0 ha, u bằng 0 thì các bạn thấy luôn, các bạn test ha, u phải cũng bằng 0 nha, u phải bằng 0, u bằng 0 mẫu khác không nha, thì ta sẽ được các cái phương trình sau nè, nó sẽ ra là x nhỉ không nè bằng không bình nè chia cho 1 trừ 2 không nè 2 đến không á, tức là không bằng không, thì u phải bằng không cũng là nghiệm nha, mà u phải mà u bằng không chứ u bằng không là nghiệm, u bằng không thì y bằng không cũng là nghiệm, suy ra u bằng không ha, suy ra y bằng không cũng là nghiệm nha. Và khi kết luận bài các bạn nhớ kết luận không y bằng không và cái kết quả giải được ở trong cái bên dưới. Lưu ý nha, chỗ này tôi không giải tiếp đâu nha, các bạn tự lấy nguyên hàm lên lấy xong để đó là hết bài nha, nhớ trẻ lại biến y.
tiếp nha. Tiếp theo ha, câu C, câu C thì các bạn làm đi ha, câu D nè, để nó qua một cái dạng mới, câu D, x trừ y ha, d x, 2y trừ x cộng 1, d y bằng 0. Rồi, ta cố gắng đưa nó về dạng ha, số 5, đây là dạng số 5 nha lớp. Số 5. Tức là sẽ có nè 2y trừ x cộng 1 dy thì bằng chuyển thằng kia qua trừ x trừ y thì x nha. Rồi chuyển dy x xuống và chuyển 2x nè, 2y trừ x cộng 1 xuống ta sẽ được là dy chia dy x bằng trừ x cộng y chia cho ha trừ x cộng 2y cộng 1. Ở đây là tôi đẩy về luôn cái dạng ha, a 1 x cộng b 1 y cộng c 1 chia a 2 x cộng b 2 y cộng c 2 luôn cho dễ nhìn. Rồi, trong đây ta sẽ có ha a 1 á bằng trừ 1 nè, b 1 bằng 1 nè, c 1 bằng 0, a 2 bằng trừ 1 ha, b 2 bằng 2 và c 2 bằng 1. Nhà ghi như vậy cho các bạn dễ nhìn ha, để ta xét cái hệ phương trình thôi ha. Rồi xét cái hệ phương trình trừ x cộng y bằng 0, trừ x cộng 2y ha, cộng 1 bằng 0. Rồi tính thức trừ 1 nè, 1 nè, trừ 1 nè, 2 nè. Tính thức này nó sẽ bằng ha, chéo chéo ha, các bạn làm theo cái mũi tên nè, trừ 1 nhân 2 nè, trừ cho, trừ 1 nhân cho 1, trừ 1 nhân cho 2 nè, trừ cho, trừ 1 nè, nhân cho 1 nè, này bằng bao nhiêu ha, trừ 1 nha, này bằng trừ 1, trừ 2 cộng 1 là trừ 1, hết không? Vậy thì ta sẽ đi đặt u về ha, u bằng x trừ x không, à quên bấm nghiệm, bấm nghiệm nữa, bấm hình thức nghiệm. Bấm dùng kinh nghiệm. Trừ 1 là bài của ta nó sẽ ra là cộng 1 và trừ cho trừ 1 á. Lấy vi phân ta sẽ được dx sẽ bằng du, dy sẽ bằng dv, và ta coi v là hàm số theo biến u. Rồi,
thì ta sẽ có cái phương trình ha, đẳng cấp là dv trên du ha, sẽ bằng thế vuông ha. Đây là u thì bằng x cộng 1. U bằng x cộng 1 thì x sẽ bằng cái gì ha? X sẽ bằng u trừ 1 ha. Nha, các bạn đi thấy vô thì các bạn sẽ được tính xong là tính xong cái hàm này, các bạn thấy vô đây nè, bạn thấy cái bộ này thế vô thế y thay bằng dv, để x thay bằng du nha, v thì là hàm số theo u, x nè các bạn thay bằng u trừ một nè từ cái công thức này nè, y nè thay bằng v trừ một là từ công thức này, rút gọn làm đẹp nó cái các bạn sẽ được là trừ u trừ 1 với trừ 1 là mất nè. Đây là trừ u 2 nè, 1 nè, 1 nè, mất nè, 2V. Rồi, các bạn chia cả tử và mẫu nha, chia cả tử và mẫu cho u, bạn sẽ được là trừ 1 nè, v chia u nè, bên dưới là trừ 1 nè, 2v chia u nè ha. Thì các bạn đã ra được là đây là phương trình ha, đẳng cấp nha, theo uv, phương trình đẳng cấp là theo uv. Thì cái cách, cái kỹ thuật ngay cái chỗ này nè, để ta khử đi á, cái kỹ thuật này giúp ta khử đi cái giá trị c làm sao để ta thực hiện cái phép chia này được nha, không còn c thì mới chia ra được hàng này nhé. Còn cái, còn cái số 1 này các bạn chia nó sẽ bị vướng. Rồi, tới đây thì tự giải tiếp được này nha. Cái câu số C và câu Ơ thì các bạn cũng làm tương tự. Thì đây là một cách làm. Thì các bạn để ý là ở trong cái câu C, D, Ơ á, nó sẽ có một cách làm khác. Còn một cách làm khác thì các bạn lên các bạn search ha, hoặc là các bạn tìm trong sách á, nó có tên gọi là, lưu ý nhà câu C, D, Ơ, nó còn một cách làm khác nữa.
Rồi các bạn ghi xong chưa? Đã xong rồi. Đã xong. Cái phương trình nữa ha, nó sẽ có cái tên như sau nha. Mình có thể tìm cái này để đọc. Đây, phương trình vi phân toàn phần ha. Tức là các bạn giải theo kiểu phương trình vi phân toàn phần thì nó sẽ dễ hơn nha, nó sẽ dễ hơn cho các bạn trong cái việc tính toán. Nhớ về nhà Google search nha, phương trình vi phân toàn phần. Rồi, sao? Chắc là kết thúc ở đây, không có dí vào được thêm một cái biến nào tiếp theo. Các bạn về nhà xem trước cái phương trình tuyến tính cấp 1 nha. Tuyến tính cấp 1 nó có công thức. Tuyến tính cấp 1 nó có công thức á. Đây, tuyến tính cấp 1 ha. Tuyến tính cấp 1 thì nó có dạng là y phẩy nhân cho px nhân y bằng qx. Tức là y phẩy nhân cộng cho ha, một cái hàm số theo x nhân y bằng một cái hàm số khác theo x nha. Nên nó có cái công thức này, nó sẽ có cái công thức như vậy và các bạn hoàn toàn ghép theo công thức này mà làm. Tính tích phân của px dx là thế vô đây, và tính tích phân của qx nhân cho tích mũ tích phân của px dx là thế vô đây. Các bạn đi tính hai cái tích phân này thôi là các bạn thấy vô là nó ra kết quả luôn. Nha, nếu mà đúng dạng nha, đúng dạng tuyến tính cấp 1. Nhớ, ta dừng ở đây nha. Các bạn lên Google search xem coi có cái file này không ha.